khi gặp lại quý khán giả trong chương trình của Khỏe Mạnh Đúng Cách hôm nay, như thường lệ, ban biên tập chương trình sẽ gửi đến các thông tin y tế xã hội mới nhất vừa được cập nhật. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Mai Ly điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho F1 đi học, đi làm bình thường. Lừa giải mù yêu, chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng. Cô dâu Bắc Giang được bạn tặng 10 lít xăng trong ngày cưới. Hà Tĩnh, một phụ nữ thiệt mạng cạnh chiếc điện thoại đang sạc pin. Vụ án mạng nghiêm trọng ở Yên Bái, nghi phạm giết người đã tử vong. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin liên quan về tình hình dịch Covid-19 trong cộng đồng. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép F1 thuộc diện cần theo dõi đã tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 có thể quay lại làm việc, học tập. Riêng F0 vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Tại buổi họp báo định kỳ chiều 21 tháng 3, Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, sáng cùng ngày, Sở Y tế đã họp với các chuyên gia, bộ phận chuyên môn để đánh giá lại tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. Dự kiến Sở Y tế sẽ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép F1 thuộc diện cần theo dõi, tiêm đủ 3 mũi vaccine Covid-19 có thể quay lại làm việc, học tập bình thường. Riêng đối với các bệnh nhân là F0 vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Bà Mai thông tin, qua nghiên cứu, người nhiễm biến chủng Omicron có lượng kháng thể nhất định và giảm dần trong 90 ngày sau khi khỏi bệnh. Những trường hợp tái nhiễm gần đây có thể họ nhiễm biến chủng Delta trước đó rồi dương tính trở lại với biến chủng mới. Qua quản lý, giám sát, biến thể BA2 của chủng Omicron đang thay thế dần những chủng virus trước đây, chiếm đa số những ca mắc mới, đa số người nhiễm biến thể BA2 chọn cách ly điều trị tại nhà và thường âm tính trong vòng 5 ngày. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 3, thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa tuyên bị cáo Vũ Thị Tâm, 28 tuổi, quê Bắc Giang, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị H, chị họ của Tâm, cùng quê Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Theo cáo trạng, tháng 3 năm 2017, chị H từ quê chuyển vào phường Thảo Điền, quận 2, nay là thành phố Thủ Đức sống. 3 tháng sau, chị này chia tay bạn trai nên buồn, bị trầm cảm, sức khỏe không ổn định. Nghe Tâm nói mình bị người khác yểm bùa hãm hại, khiến tình cảm đổ vỡ, nội tạng hư hỏng. Cô ta có quen ông thầy Thái Lan có thể cúng giải. Chị H tin tưởng nhờ giúp hàn gắn tình cảm với người yêu. Từ năm 2017 đến năm 2019, chị H nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản cho Tâm để mua lễ, nhờ thầy bên Thái Lan và Malaysia cúng giải. Khi Tâm vào Sài Gòn, chị đưa tiền trực tiếp tổng cộng hơn 24,5 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Tâm mua ô tô, xe máy và nhiều nhà đất. Đến tháng 7 năm 2019, chị H phát hiện bị em họ lừa nên đòi lại tiền. Tâm trả cho chị tiền mặt và nhiều tài sản, trị giá tổng cộng 19,6 tỷ đồng. Số tiền còn lại Tâm không trả nên bị tố cáo. Cuối năm ngoái, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử. Tâm thừa nhận hành vi, song cho rằng chỉ nhận của chị H khoảng 23 tỷ đồng. Trong đó, cô ta dùng 300 triệu đồng mua đồ lễ, nhờ thầy cúng, còn lại mua nhà, xe và tiêu xài cá nhân. Được triệu tập đến tòa, chị H cho rằng, thực tế số tiền chuyển cho Tâm là 28 tỷ đồng chứ không phải 24,5 tỷ như cáo trạng trên. Những lần chuyển tiền, chị đều ghi là mua mỹ phẩm. Đây là tiền chị để dành, mượn người thân và cả vay lãi nặng bên ngoài. Hội đồng xét xử sau đó đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, hoàn lại hồ sơ. Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau chùm ảnh về món quà cưới đặc biệt tại một đám cưới ở Bắc Giang. Ai cũng sốc khi hội bạn thân cấp 3 của cô dâu đã tặng quà cưới là 10 lít xăng đựng trong các chai nhựa nhỏ, sắp xếp ngay ngắn trên một chiếc mâm và được trang trí dán chữ song hỷ cùng lời chúc trăm năm hạnh phúc. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, cô dâu Khánh Hòa sinh năm 1994 ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang rất bất ngờ khi thấy nhóm bạn thân cấp 3 của mình đến đám cưới với món quà là 10 lít xăng E92. Số xăng được đóng trong các chai nhựa, dán chữ song hỷ và bày trên mâm tròn cỡ lớn. Các thành viên trong nhóm khiêng mâm xăng đến đám cưới kèm theo phong bì lì xì chứa tiền mừng, tận tay trao cho cô dâu trẻ trước cửa hội hôn. Theo Hòa, nhóm bạn của cô đến đám cưới từ rất sớm để tặng quà bên ngoài rập cưới, biết rằng việc lưu trữ 10 lít xăng ở điều kiện ngoài trời có thể gây nguy hiểm,
Do vậy, khi chụp ảnh, Hòa nhanh chóng đổ hết xăng vào xe máy, ô tô của mình và gia đình để đảm bảo an toàn. Thời điểm này, đám cưới của cô chưa có nhiều khách, nhà trai cũng chưa đến đón dâu nên nhóm bạn thoải mái tạo dáng bên 10 lít xăng để ghi lại kỷ niệm đặc biệt. Nhóm chúng mình chơi với nhau đã 13 năm kể từ thời còn học trung học phổ thông. Tình cảm rất thân thiết, ông xã mình có nghe kể về món quà thì cũng rất bất ngờ và thích thú. Không ai ngờ được nhóm bạn mình lại nghĩ ra món quà độc đáo như vậy, cô dâu tâm sự. Trong khi đó, theo bạn Bạch Nhung sinh năm 1994, một trong nhóm bạn của cô dâu cho biết, món quà 10 lít xăng được tất cả thành viên lên ý tưởng và thống nhất, sau đó chuẩn bị rất công phu. Ban đầu, nhóm mua nhầm loại xăng E95 có màu vàng, không đồng bộ với Red Code, nhóm phải mua sang loại xăng E92 ngã màu xanh. Tiếp theo chương trình là thông tin nóng vừa được cập nhật. Sáng nay, ngày 22 tháng 3, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ giật điện nghi trong lúc sạc điện thoại khiến một phụ nữ tử vong thương tâm. Nạn nhân là chị M. Tờ Giờ, 29 tuổi, ngụ tại thôn Thái Yên, xã Lộc Yên. Theo ông Hưng, vào khoảng 18 giờ ngày 21 tháng 3, khi chồng của chị Giờ vừa đi làm về, thì tá hỏa phát hiện chị này nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh có chiếc điện thoại vẫn đang sạc pin. Nghi ngờ người vợ bị điện giật vì thấy dây sạc hở lỗi, nên chồng chị Giờ lập tức ngắt hết nguồn điện và hô hoán hàng xóm đến sơ cứu. Tuy nhiên, do sự việc phát hiện quá muộn nên chị Giờ đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến chị Giờ bị điện giật tử vong có thể là do rò rỉ điện từ dây sạc điện thoại. Hiện nay, công an huyện vẫn đang trong quá trình điều tra và sẽ đưa ra kết luận cụ thể, ông Hưng nói. Kính thưa quý khán giả, sáng nay công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết nghi phạm giết một người và đâm một người khác bị thương phải nhập viện đã treo cổ tự tử. Trước đó, đêm 21 tháng 3, hàng trăm chiến sĩ công an và lực lượng dân quân xã mang theo chó nghiệp vụ truy tìm nghi phạm. Đây cũng chính là nội dung cuối trong bản tin Khỏe mạnh luôn cách gửi đến quý khán giả hôm nay. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 21 tháng 3, tại thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Yên Bái, đối tượng Bùi Văn Đảng sinh năm 1990, thường trú xã Minh Xuân, bất ngờ đâm vào phần bụng anh Bùi Văn CH. Sau khi bị đâm, anh CH cố bỏ chạy, nhưng Đảng truy sát khiến nạn nhân tử vong sau đó. Đảng bỏ đi ra đường thì gặp anh Tròn Văn Dê sinh năm 1983 thì tiếp tục dùng dao đâm anh Dê bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Sau khi gây án, Bùi Văn Đảng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng đang trốn tại khu vực núi đá của thôn Khe Quạng, cách hiện trường khoảng 200m. Nhưng do địa hình trắc trở, nhiều hang hốc nên vẫn chưa bắt được nghi phạm. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng gây án Bùi Văn Đảng đã treo cổ tự tử ở trên núi sau khi bỏ trốn. Theo người dân địa phương, nạn nhân và nghi phạm là con chú con bác, không có mâu thuẫn tư thù. Đối tượng Đảng là người không nghiện ngập, không rượu chè cờ bạc. Tuy nhiên, thời gian gần đây nghiện chơi game và thường xuyên có nhiều biểu hiện lạ. Gia đình cũng tính đến chuyện đưa đối tượng đi khám bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi qua email khỏe mạnh đúng cách 2021@gmail.com hoặc fanpage khỏe mạnh đúng cách. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.